Hít đất có tác dụng gì, chống đẩy có làm tăng cơ bắp hay không? Hít đất là một động tác đã quá quen thuộc đến mức hầu như ai trong chúng ta cũng từng tập qua. Bài tập này hết sức đơn giản, không cần dụng cụ và có thể thực hiện ở bất cứ đâu, nhưng hiệu quả lại nhiều bất ngờ. Nó vừa giúp bạn rèn luyện thể lực, vừa làm săn chắc cơ bắp và giải phóng một lượng calo không nhỏ. Nếu bạn chưa có thói quen tập động tác này mỗi ngày thì chắc hẳn là do bạn chưa biết hít đất có tác dụng gì. Bạn có thể để ý rằng chưa có phòng gym cùng thiết bị hiện đại như bây giờ, người ta chỉ rèn luyện cơ thể bằng những bài tập đơn giản như hít đất, hít xà vân vân. Vậy mà cơ thể chúng ta ai cũng săn chắc, cơ lên cuồn cuộn. Trong những ngày bạn không đến phòng tập hoặc những khoảng thời gian rảnh tại nhà thì đây đúng là bài tập số 1 dành cho bạn. Đừng bao giờ xem thường những tác dụng của hít đất mà chạy theo những động tác cầu kỳ phức tạp khác nhé. Bạn cũng có thể tham khảo thêm một số dụng cụ hít đất tại nhà, mình để link dưới phần mô tả. Đầu tiên, phát triển cơ bắp. Hít đất có lên cơ hay không là câu hỏi thường gặp của các bạn nam. Có thể nói hít đất chính là một trong những động tác không sử dụng dụng cụ giúp tăng cơ tốt nhất. Khi bạn thực hiện động tác này thì gần như toàn bộ các nhóm cơ trên cơ thể đều tham gia và ít nhiều. Những nhóm cơ chính tác động là cơ lõi, cơ tay trước, cơ tay sau, cơ ngực và cơ vai. Các nhóm cơ ở phần thân dưới, cơ bụng lưng cũng có phần hỗ trợ ổn định chuyển động của bạn. Đây được xếp vào dạng bài tập tổng hợp, nghĩa là có sự tham gia của nhiều nhóm cơ. Nó mang lại cho bạn một body săn chắc, không kém những bài tập sử dụng tạ hay máy. 2. Giãn cơ hiệu quả. Một trong những lợi ích của hít đất được nhiều người nhắc đến là khả năng giãn cơ thực sự tốt dành cho người tập luyện. Giãn cơ đóng vai trò quan trọng trong quá trình tập tành của bạn, giúp giảm đau nhức, chấn thương và tăng hiệu quả bài tập. Tuy nhiên, nhiều người lại không chú trọng đến bước này. Nếu bạn vẫn chưa biết tập bài gì là giúp giãn cơ tốt nhất, hãy thử ngay động tác hít đất. Khi bạn nâng người lên, cơ tay trước của bạn sẽ kéo căng cả hai đầu, tương tự như cơ lưng cũng vậy. Khi bạn hạ người xuống càng thấp càng tốt thì cơ bắp tay của bạn sẽ co lại. Động tác này giúp bạn cải thiện sự linh hoạt của các nhóm cơ, ngăn ngừa chấn thương cho người tập tạ. 3. Tăng cường sức khỏe tim mạch. Khi nhiều nhóm cơ, đặc biệt là nhóm cơ lớn của bạn vận động cùng một lúc, tim của bạn làm việc tích cực hơn để cung cấp máu và oxy đến các mô cơ để duy trì hoạt động. Thông qua đó, sức khỏe tim mạch của bạn được nâng cao và cải thiện. Hít đất có tốt cho sức khỏe hay không? Điều này không cần phải bàn cãi nữa. Việc có một trái tim khỏe mạnh không chỉ giúp bạn tránh được nhiều bệnh tật nguy hiểm như đau tim, giúp điều hòa huyết áp mà còn tăng hiệu suất tập luyện nhờ tim bơm máu đều đặn và nhanh chóng. 4. Sản sinh hormone tăng trưởng HGH. Trong quá trình hít đất, cơ bắp được sử dụng càng nhiều thì cơ thể càng giải phóng được một lượng hormone tăng trưởng, hay còn gọi nhắc đến với nhiều tên gọi như HGH. Đây là loại hormone có nhiệm vụ xây dựng và phát triển cơ bắp, tái tạo và phục hồi các mô cơ, thay thế tế bào, hỗ trợ giảm béo cùng nhiều tác dụng khác. Hít đất có ảnh hưởng đến chiều cao hay không? Nếu chịu khó rèn luyện từ độ tuổi dậy thì, chiều cao của bạn có thể được cải thiện nhờ HGH. Ở cả nam và nữ, hormone này được cơ thể sản xuất tự nhiên. Nhưng khi chúng ta càng lớn tuổi, khả năng giải phóng HGH càng suy giảm khiến cơ thể thiếu hụt, dẫn đến giảm lượng cơ bắp, tốc độ phục hồi cơ thể. Do đó, đừng bỏ qua tác dụng hít đất mỗi ngày để tăng cường lượng HGH cho cơ thể ngay từ khi còn trẻ nhé. 5. Phòng tránh chấn thương vai. Rotator cuff là một hội chứng chấn thương vai phổ biến, là tình trạng các gân bị xoay và bị kẹt, bị đè nén khi vai chuyển động, gây tổn thương dây chằng dẫn đến đau nhức. Và hít đất được đánh giá là một trong những cách hiệu quả nhất để bảo vệ khớp vai khỏi chấn thương. Tư thế của hít đất đòi hỏi sự ổn định của cơ bắp, tăng cường sức mạnh cơ vai, hạn chế đau nhức và chấn thương khi tập những bài tập khác hoặc khi bạn đã lớn tuổi. 6. Cải thiện tư thế. Rất nhiều người có tư thế ngồi học, ngồi làm việc sai cách và hậu quả dáng người của bạn bị lệch đi khi về già. Một trong những lý do của việc đi, đứng, ngồi sai tư thế chính là do cơ bắp yếu. Nghe có vẻ khá mới lạ đúng không? Để giữ được lưng thẳng và vai thẳng ở vị trí, toàn bộ phần cơ lõi của bạn phải đủ khỏe để giữ được chúng. Khi bạn hít đất, các nhóm cơ nhiệm vụ điều chỉnh tư thế hoặc tăng cường và phát triển thêm. Hơn nữa, nếu thường xuyên thực hiện bài tập này, cơ thể bạn có xu hướng điều chỉnh với tư thế chuẩn và thích hợp nhất. Đó chính là một trong những tác dụng hít đất đối với cả nam và nữ giới, đặc biệt là học sinh và nhân viên văn phòng. 7. Ngăn ngừa chấn thương lưng dưới. Lưng dưới là một trong những vùng dễ bị chấn thương nhất khi tập luyện. Một khi lưng dưới đã gặp vấn đề thì những vận động nhỏ cũng gặp khó khăn, chứ đừng nói gì đến những bài tập nặng và khó. Khi bạn hít đất, toàn bộ cơ thể của bạn phối hợp nhịp nhàng với nhau để điều khiển các chuyển động. Những phần yếu và dễ tổn thương như lưng dưới cũng sẽ được hỗ trợ và trở nên khỏe mạnh. Những phần cơ khác có thể liên quan tham gia hoạt động và giảm bớt áp lực lên lưng dưới, phòng tránh tình trạng đau nhức và chấn thương. 8. Gia tăng lượng testosterone. Hít đất có tác dụng gì cho nam? Trong rất nhiều lợi ích to lớn mà nó mang lại, không thể không nhắc đến khả năng làm tăng lượng testosterone trong cơ thể. Đây là một loại hormone đặc biệt quan trọng đối với phái mạnh, tham gia vào gần như mọi chức năng tình dục, sản sinh, mật độ xương, khối lượng cơ bắp. Từ độ tuổi 30 trở đi, lượng testosterone sẽ bị giảm đi qua mỗi năm. Bên cạnh đó, chế độ sinh hoạt và ăn uống thiếu lành mạnh cũng làm giảm sút nồng độ này. Nhiều nghiên cứu cho rằng hít đất thúc đẩy cơ thể sản sinh thêm testosterone tự nhiên để bù đắp cho hàm lượng bị suy giảm do tuổi tác. 9. Chống loãng xương. Tương tự như các bài tập gym, hít đất cũng có khả năng làm gia tăng mật độ xương của bạn, giúp xương dày hơn, chắc khỏe hơn. Từ đó giúp bạn tránh được những vấn đề về xương khớp như loãng xương, xương dễ gãy, đặc biệt là khi đã lớn tuổi. Hãy tập cho mình những thói quen ngay từ khi còn bé. Sau này, bạn sẽ thấy tác dụng của nó đối với sức khỏe là vô giá. 10. Không tốn nhiều thời gian và chi phí. Một trong những lý do ngăn cản người ta đến với việc tập luyện chính là cuộc sống bận rộn. Vậy hãy ở ngay nhà và trở về với bài tập hít đất quen thuộc, chỉ cần vài phút mỗi ngày thôi, bạn đã có thể tạo ra sự khác biệt. Bài tập cũng rất phù hợp với những bạn không có điều kiện kinh tế để tập với đầy đủ máy móc và trang thiết bị hiện đại, chịu khó hít đất đúng cách và thường xuyên, khả năng tăng cơ cũng như không thua kém những bài tập máy hoặc dụng cụ. 11. Giải tỏa stress và căng thẳng. Giống như môn thể dục, thể thao khác, hít đất kích thích sản xuất hormone endorphin hay còn gọi là hormone hạnh phúc. Nó giúp bạn giảm thiểu được cảm giác mệt mỏi trong tinh thần, khiến bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái và yêu đời hơn. Thay vì tiếp tục hỏi hít đất có tác dụng gì, bạn nên lên kế hoạch tập luyện từ ngày hôm nay nếu muốn nhận được những lợi ích tuyệt vời ở trên. Đừng đổ thừa không có nhiều thời gian hay tiền, bạn chỉ cần sự quyết tâm mà thôi. Vừa rồi là những chia sẻ của mình, và bạn nào đang có nhu cầu mua dụng cụ tập gym tại nhà, hãy kích vào link dưới mô tả nhé. Xin chào và hẹn lại các bạn ở những video lần sau. Try to let go of all of the nonsense